cái nguyên nhân hàng đầu ấy, là có thể chúng ta dùng thuốc tây. Dùng thuốc tây vô tội vạ là gây nên cái đấy rất nhiều. Đấy. Có thể là có thói quen ăn uống sinh hoạt thôi. Đây chẳng hạn như là chúng ta ăn muộn quá, ăn no quá vào bữa tối, ăn muộn quá, ăn nhanh quá, rồi chúng ta hay ba rô mà ông ục đúc vào cả tảng như mấy đấy, hoặc là ăn nhanh kiểu như bọn nó ăn mớt bang đấy, mút bang đấy, ăn món gồm gồm đấy, thì chúng ta không làm mớt bang để quay video clip, nhưng mà chúng ta ăn cái kiểu của những người ăn mớt bang ấy. Ăn nhanh quá, ăn không kịp nhai kịp nhá, nuốt chửng không qua, ăn chậu bốn thùng, ăn hỗn mỡ qua rồi ăn no quá căng dạ dày lên đấy. Thế rồi thì là nó có thể là do cái thói quen mà mình ăn bữa tối muộn quá trễ, ăn tối trễ quá. Thế và nó cũng có thể do một số bệnh lý để chúng ta bị bệnh, chúng ta bị các cái bệnh lý đó liên quan đến vùng trung thất, liên quan đến dạ dày, cũng có thể là chúng ta do viêm loét dạ dày trước, cũng có thể là gì, nó không có bệnh lý hẳn nhưng lúc già nó thiếu collagen, nó giãn cái dạ dày ra. Dạ dày người còn trẻ là nó hình chữ Z, nó đóng gọn ngay ở cái góc bên trái, hình chữ Z. Em bé cũng thế, thế nên là khi chúng ta bế cho con ăn bú ti xong ấy, thì nhớ là dạ dày nằm bên trái. Và nếu mà chúng ta bế nó nghiêng để cho nó ngửa cái dạ dày hình chữ Z lên thì nó ở hơi ra. Nhưng nếu chúng ta bế cho nó úp cái dạ dày xuống, đấy, chúng ta bế mà nó úp cái dạ dày em bé xuống, để là em bé có thể ọc ra. Thế thì dạ dày hình chữ Z, nhưng mà khi lớn tuổi lên, các anh chị mà đi chụp phim ấy, mà bác sĩ chụp là cái dạ dày nó giãn tả tơi ra, nó giãn đến tận màu trậu, dạ dày nó dày nó xa, nó giãn đến tận màu trậu, nó giãn đến tận xương trậu, nó lủng lẳng trong, nó tả tơi ra, nó không còn là hình chữ Z nữa. Thì vì mình ăn uống nhiều quá, nó căng giãn bụng mình to như thế mà, thế rồi thì là nó bị thiếu collagen cùng với năm tháng nên nó trùng, nó giãn quá rồi đấy. Thì những cái đấy nó là liên quan, cũng có thể là nó do nó viêm loét hành tá tràng, thế rồi nó viêm loét dạ dày lâu năm quá, các cái thói quen sinh hoạt mình làm hỏng người mình. Thế thì là mỗi thứ một xíu. Bệnh lý thì có nhiều, các bệnh lý dạ dày, các bệnh lý trung thất, các bệnh lý thực quản, các bệnh lý hành tá tràng, và nó chả có bệnh gì cả, bệnh già nó thiếu collagen thì cũng bị. Thế mà béo phì, bọn béo phì, bọn thừa cân, bọn bụng to là hay bị, thấy không? Mấy bác sĩ nhìn bụng đấy, này mình cứ phải giữ bụng, những cái tuổi này cứ phải giữ bụng, sánh phát ra bụng to. Ấy về Việt Nam này ăn ngon quá không giữ mồm, mình bụng to bự. Nên sang đây là mấy hôm nay là tôi nhịn ăn, tôi nhịn ăn nhưng tôi chưa nhịn hẳn, tại vì nhà nhiều món ngon quá, mình vẫn nấu cho bọn trẻ, thì mình chỉ húp tí nước đấy. Nếu nó có vài sợi mì thì mình ăn được khoảng độ một đũa gắp mì sợi, mấy cái bát nước hầm súp thôi. Thì cũng có thể ngày mai ngày kia tôi bắt đầu nhịn hẳn, chỉ uống nước vì nó nhỏ lại ghê quá đấy. Béo phì là hay bị nhất, bụng to ấy là hay bị nhất, những cái người mà mới uống cốc bia ăn độ vài miếng mà bụng nó đã to luôn rồi đấy, sau ăn bụng nó cứ kinh đi. Nhưng đặc biệt là ngoài 40 tuổi trở ra là chúng ta sẽ dính đấy nhá. Đấy, ngoài 40 tuổi trở ra là cứ sau bữa ăn ấy, ăn ai là cái người mà ăn mới uống cốc bia đó, mới ăn vài miếng thôi chưa được bát là bụng nó đã to rồi đấy, thì bụng nó cứ to kinh như này là rất dễ bị, cộng với nữa là bị stress. Hôm nào livestream cũng nói là buông bỏ để đừng có stress, không có ghen tức hậm hực uất hận cay cú thì nó hại gan, ủ mưu tính kế thì nó hại lòng dạ đấy, lòng lang dạ sói đấy, không bụng bẩn bụng đấy là nó cái bị giãn dạ dày ra đấy, nó rồi thì nó trào ngược đấy là bị xì chết đấy nhá.